Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, mình với cả em Minh Vi đã có mặt ở tại nhà cậu Hoàng. Đây là gì không? Cái gì nhỉ? Trang trí sinh nhật. Hôm nay là mẹ con nhà mình lên phía trên này á để trang trí sinh nhật á, để tối này sẽ là một cái sinh nhật bất ngờ dành cho cậu Hoàng. À, trước khi đấy nha, mình sẽ giới thiệu một thành viên ở nhà cậu Hoàng cho các bạn biết này. Có rất là nhiều bạn hỏi là chị ơi, chị qua nhà Milo đi, tại vì mình đã giới thiệu mấy lần em Milo rồi. Các bạn ơi, đây là em Milo nè. Các bạn nhìn thấy có đẹp trai không? Mimi ra đây, Mimi giới thiệu này. Hôm trước là mình có lên một video là mình trông em Mimi cả ngày á, là để cho cậu Hoàng ở trong viện cậu Hoàng chăm em Milo này. Đây này các bạn nhìn này. Trời ơi đẹp trai không? Các bạn nhìn thấy em Milo giống ai? Trời ơi, khen đẹp trai mà khóc các bạn ạ. À. Ai đời đi khen đẹp trai mà khóc bao giờ không? Em Milo mới sinh á, em Milo sẽ thích bé theo kiểu như này này các bạn này. Bé của này là sẽ nín nhá. Thử xem nào, xem có nín không? Đó, các bạn có thấy không? Mới bé mới đẻ ra là chỉ thích bé được con này thôi. Trời, khó tính. Hai chị dỗ em đi. Em ơi đừng có khóc nữa nhé. Trời, dỗ em đi, em đừng có khóc nữa. Em có muốn trang trí sinh nhật cho bố Hoàng không? Em có muốn ăn sinh nhật không? Đây này, em đây này. Em bây giờ em vừa mới ăn xong mà em kiểu lúc nào cũng mồm há há ra muốn ăn tiếp với các bạn ạ. Đây này, cái miệng này. Ôi trời, ngáp ngủ này. Ôi trời. Tình hình cho đi ngủ thôi các bạn ơi. Rồi cho em Milo đi ngủ để sau đó là mẹ Hà này với cả em Minh Vi này với cả chị với cả em Mimi này thì sẽ là trang trí sinh nhật. Cậu Hoàng bây giờ đang lên trên thành phố các bạn ạ. Thế nên á, mình phải đợi á, mình phải trang trí thật là nhanh để khi mà cậu Hoàng về á, gọi là có một cái bí mật mà dành cho cậu Hoàng luôn. Rồi giờ bây giờ phải từ từ, mẹ bây giờ mẹ cho em ấy đi ngủ đã, sau đó bắt đầu là mẹ con mình, cô cháu mình sẽ đi ra trang trí nhá. Các bạn ơi, mình đã cho em Milo ngủ rồi, bây giờ thì bắt đầu là trang trí nhá. Đây này, hai đứa ra đây. Đây, hôm nay là mình sẽ trang trí cái khung mà khung mà sinh nhật cho cậu Hoàng, cái màu nó kiểu rất là nhã nhặn phù hợp với cả con trai. Đây cái tông này sẽ là tông chủ đạo đấy các bạn này. Đó, con sẽ bông bóng nha. Cái này là mình với cả mợ Huế này làm kiểu là lên ý tưởng các bạn ạ. Bây giờ mợ Huế thì đang ở bên trên kia cho em Milo ngủ rồi. Thế nên là mình sẽ ở dưới này để mình phụ trách là dắt hai cái tên này để nó trang trí. Tên chị ơi, bục to lên. À, con thổi to lên. Bây giờ là mình cứ bơm mấy cái bóng này thôi. À, đây là có mấy cái đây là cái chữ Happy Birthday này các bạn này. Đấy, cái này chữ này hơn tí nữa mình sẽ mang ra này. Cái này thì mình sẽ phải sâu vào với cả cái dây. Ở đây là có cái lỗ sâu rồi, hơn tí nữa mình sẽ treo lên nè. Đấy, có cái băng dính sẵn luôn. Đây mẹ buộc. Đây mẹ buộc hả? Đang có quạt ấy, thế nên là không biết là ở đây nó có bị bay không cơ. Cái gì đây? Gì vậy? Cái gì đây, đuôi cá à? Ôi, đây là một cái giống như là chai sâm banh gì đó. Đây thử xem nha. Thử xem là phải chai sâm banh không. May quá là nhà cậu Hoàng có hai cái bơm bóng sẵn rồi. Thế nên là mình chỉ việc là gọi là có đầy đủ hết các thành viên, là mình không cần phải chi cho ai cả. Đây, thế đứa nào bơm chai rượu nào hay để cô Hà bơm cho. Bơm cái này phải cẩn thận tại vì nhiều khi sợ vỡ. Cậu Hoàng là không thích uống rượu các bạn ạ, à, nhưng mà lại rất thích uống bia. Chai này là chai giống kiểu chai sấm bành á, mình cũng chả biết nó là rượu hay là nó là cái gì cả. Ô đâu nhỉ? À đây rồi. Cái lỗ bơm nó ở đây nè. Bây giờ mình phải bơm lên cho các bạn xem là cái này nó có đẹp hay không nha. Đây, được rồi này các bạn ơi. Đó, tí nữa là mình sẽ trao cái chai sâm banh này lên phía trên này như này. Bây giờ thì mình với cả hai bạn này ấy, sẽ là tập trung bơm hết cái chỗ này, sau đó là sẽ gắn lên nha. A few moments later. Các bạn ơi, sau một thời gian cô cháu nhà mình bơm bóng thì bây giờ đây, tất cả này, bóng bây giờ là đang ở khu này rồi các bạn ơi. Nhìn Mi với cả Min này các bạn này. Đây các bạn ơi, đây là mấy cái bóng mà mình với cả em Min Vi với cả em Mimi đã bơm này. Từ lúc mà mình với cả hai bạn nhỏ cái bơm thì lúc đấy trời vẫn còn sáng này. Bây giờ thì là trời nó tối queo luôn rồi các bạn ơi. Đó, trời cứ tối queo luôn mà trên mảng tường là bây giờ là chưa trang trí lên được cái phía trên này cơ này. Đây, ở đây là có cái chữ mà Happy Birthday này. Bây giờ thì mình sẽ phải dán cái chữ mà Happy Birthday này. Xong có cả cái chữ mà Happy Birthday khung đen này nữa này. Bây giờ thì phải là dán nhanh á, nếu không là tí là cậu Hoàng lại về mất này.
Rồi hai đứa ơi, đi ra lấy băng dính để chuẩn bị gắn luôn đi. Nhanh lên Minvi đừng dậy, khẩn trương. Không là cậu Hoàng về mất bây giờ. Mình đã trang trí xong rồi này. Đấy, có Mi với cả Minvi hỗ trợ nữa ở đây. Và đây là cái này là trang đèn ra hết rồi nha các bạn nha. Rồi đây này, ở đây là chuẩn bị cả bánh sinh nhật của cậu Hoàng nữa đây các bạn ơi. Đây. Sinh nhật như con gái. Trời ơi không phải, cái bánh sinh nhật này là cả trai cả gái đều dùng được chứ không phải là như con gái đâu. Các bạn nhìn xem cái bánh sinh nhật này có giống con gái không mà em Minvi bảo là con gái. Gái đâu mà con gái. Trời, năm nay là cậu Hoàng được tròn 30 tuổi rồi các bạn ơi. Đấy. Gọi là cậu Hoàng thích cái màu nhã nhặn. Mới đầu mình định cho tặng màu tặng cái bánh siêu nhân á, nhưng mà nghĩ cậu Hoàng là sao thích siêu nhân đúng không? Minvi. Cậu Hoàng sao thích siêu nhân. À thế đặt bánh siêu nhân các bạn ạ, nhưng mà lại quen không đặt bánh siêu nhân rồi. Đấy. Vừa nãy mình tưởng là đây là cái nàng tiên cá, nhưng mà không phải, đây là một cái ly rượu vang này. Đây là ly rượu vang, còn đây là ly rượu nha, còn đây là một cái chai sâm banh đó, để kiểu là sinh nhật thì sẽ là kiểu chúc mừng sinh nhật đó các bạn ơi. Đây gọi là chuẩn bị đồ xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ cần chờ cậu Hoàng thôi. Hôm nay còn có một số khách mời sang bên này nữa, nhưng mà bây giờ khách mời là mỗi người là tản một phương, chỉ chờ cậu Hoàng về thôi à. Cậu Hoàng lâu nhỉ? Ê, về rồi các bạn ơi, cậu Hoàng về rồi các bạn ạ. Min lên gọi cậu Hoàng. Đâu đâu rồi, cửa mở ra nào. Trời ơi, chờ mãi luôn. Các bạn ơi, cậu Hoàng về rồi đây này. Đi mua đồ lâu quá, tận thành phố đi nhờ bạn, nó bây giờ mới về được tới nơi. Bạn trở về tận đây á các bạn ơi. Tèng tèng, nhìn thấy cái gì chưa? Xúc động lắm. Đấy, chúc mừng sinh nhật Hoàng nha. Hôm nay thì là Hà với cả Minvi, với cả Mimi là trang trí cái này đó. Có vợ em không? Có vợ em tài trợ cái chỗ trang trí này. Chị sẽ là người làm trang trí, còn vợ em là người tài trợ. Vợ em không chịu làm cái gì thì... Vợ em không thích cái cho em thì cũng buồn. Trời ơi không phải đâu. Đây là những cái đồ trang trí này là Mậu Huế đặt các bạn ơi. Do đó là mình với cả em Mimi với cả em Minvi làm. Còn mình thì đây chuẩn bị một chiếc bánh này. Bánh sinh nhật cậu Hoàng đây, cậu Hoàng này. Cậu Hoàng nhìn thấy bánh thế nào? Ui. Cái bánh gì mà chị đặt đủ đấy. Bánh này là có sự góp ý của vợ em là chọn màu nữa đấy. Mới đầu là chị tính là đặt màu siêu nhân cho em cơ, nhưng mà vợ em nghĩ là cái gì là đặt màu nhã nhặn này. Nhưng mà màu này đẹp đúng không? Biết em là thích mấy màu bạc bạc này nhỉ? Đấy, và lại đây các bạn ơi, Mợ Huế cũng là chọn cái phông sinh nhật như thế này. Rất là Mợ Huế cũng nghĩ là cậu Hoàng sẽ thích cái phông bánh này đúng không? Nhìn đơn giản gọn nhẹ đúng không? Thế thôi bây giờ là ăn sinh nhật đi mấy đứa ơi. Mấy đứa, đi vào đây. À đây. Trời ơi, không biết là bên trong này đựng cái gì mà dữ quá cơ. Bí mật cái này là để dành cho hai đứa trẻ con. Thế đi ra đây, ấy. Thế bây giờ là bắt đầu mình sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu Hoàng nhá các bạn nhá. Cậu Hoàng hôm nay 30 tuổi rồi các bạn ơi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Cậu Hoàng 30 tuổi để các bạn nghĩ rằng mình bao nhiêu tuổi rồi. Thôi nha, mà đừng nói mình bao nhiêu tuổi nha. Mình luôn luôn giấu các bạn, mình không nói rõ số tuổi các bạn đâu. Có nóng đưa em châm cho. Được. Thế đây, sinh nhật thì tự mình châm. Ấy, chuẩn bị tắt nến. Mi ra tắt nến đi. Tắt nến. Tắt nến là thổi nước hả? Không, nhầm. Nói tắt nến mà Mi cũng hiểu là tắt điện nhỉ. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tổ chức cho mình nhá, mình buồn lắm. À, mình buồn lắm. Các bạn ơi, xúc động quá bây giờ. Nói thì mình buồn á. Thế tóm lại là buồn hay vui? Vui, vui xúc động. Thế Mimi sinh nhật bố con lời chúc gì cho bố nào? Con lời chúc này. Cho bố cứu ạ. Con lời chúc của bố cứu hỏa. Con ước cho bố cứu ạ, chạy mất cả tiếp. Bạn ấy ước là bố làm nghề lính cứu hỏa. Bố người ta sớm hơn nữa. Nên là cứu hỏa vất vả lắm. Thế Mimi, Minvi.
Từ từ để chờ chị Min Vi xem là Min Vi sẽ chúc cái gì nhá. Min Vi chúc cô Hoàng đi. Con chúc cô Hoàng là bác trí. Đúng rồi, bắt chước với nhau bọn trẻ con thì một đứa mở đầu là đứa thứ hai này là y chang luôn à. Lời chúc nào khác là ngoài làm nghề, cậu Hoàng bây giờ làm YouTuber rồi. Bây giờ mình làm nghề cái khác đi. Hay cô Hoàng làm nghề công an đi. Chúc sức khỏe này. Con chúc cậu Hoàng sức khỏe đi. Mạnh khỏe ạ. Con chúc cậu Hoàng mạnh khỏe. Thế thôi bây giờ là nói thôi. Đấy các bạn ơi, bây giờ cái này còn có quà các bạn ạ. Từ từ. Bây giờ là chờ cậu Hoàng bóc quà. Cậu Hoàng ơi, cậu Hoàng bóc quà ra nào. Quà quá. Quà này quà ha. Nào bóc ra đi, bóc ra thử xem. Được đâu, nên là các bạn ơi, các bạn đoán là cái bánh này là trong có tiền. Giống gì? Từ đây từ cho cậu Hoàng đếm này. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Đếm kỹ vào. Còn 29 tờ. Đếm kỹ vào bên đây bị thiếu. Chắc là 30 tờ nhưng mà mình đến nhầm mọi người ạ. 30 tờ là bao tiền? 30 tờ là 600.000. 600.000. 30 tờ các bạn ơi, 30 tờ 200.000 là được 600.000 các bạn ạ. Chắc là được 600.000, hôm nào được chỗ này hôm nào cho chèo một triệu. À được. Đây, đấy là quà. Đấy là quà của đấy, chiếc bánh này là quà sinh nhật của cô Hà với cả em Min Vi tặng cậu Hoàng. Cảm ơn cô Hà và em Min Vi nhá. Trời. Đây, từ từ, đây là Min Vi nào. Đấy, Mimi bây giờ về ôm tiền gỡ băng dính nha. Sau khi mà có cái quà này xong xuôi bây giờ gỡ băng dính. Nào Mimi bây giờ ra một góc gỡ băng dính luôn này. Đâu? Đấy, bây giờ là ngồi im đây gỡ băng dính. Còn bây giờ là mang bánh xuống ăn thôi. Thôi. Cậu Hoàng là đang kiểu là sợ em Mimi nó làm rơi một cái tờ nào đấy. Thôi bây giờ ăn bánh thôi các bạn ơi. Con cắt bánh. Từ từ bây giờ là mình mang xuống dưới này luôn. Mang xuống dưới luôn để cả là cho tất cả mọi người cùng ấy. Quạt. Mimi biết quạt đâu, Mimi bật quạt đi, từ từ. Để cho bố con cắt đi. Nào, bây giờ sẽ cắt bánh nhá. Đây, Mimi cắt một cái đi, xong đến lượt. Mimi bây giờ vẫn bảo là có từ tiền. Ấy, hình như có thật tiền nè. Có tiền thật. Cứ tật gì đấy? Trời ơi! Mình tưởng là tựa tiền. Hóa ra là cái tờ giấy bóng để người ta giữ cái khối cục tiền đó. Rồi giờ bắt đầu cắt đi nào. Rồi cắt để ăn nha. Cắt để ăn rồi mời mọi người nha. Mời tất cả các bạn ăn sinh nhật với cả cậu Hoàng nhé các bạn nha. Các bạn ơi, vậy là sinh nhật của cậu Hoàng xong rồi các bạn ạ. Khi mà sinh nhật cậu Hoàng các bạn nhìn này. Đấy, hôm nay có mấy cái bạn nhỏ đây, các bạn nhìn mấy bạn này này. Đó, bánh thì người lớn ăn không được bao nhiêu đâu, toàn là cả mấy bạn nhỏ ăn thôi, nhưng mà ăn cũng không nhiều các bạn ạ. Cuối cùng là đây này, móc miếc hết ra này. Cái chỗ này cái bánh ấy, hôm nay đặt cái màu mà kiểu màu ghi, màu xám ấy, nó giống như kiểu màu xi măng ấy. Xong bây giờ mấy cái bạn bày ra này. Đó, Mimi bây giờ mang lên phòng thì ăn hết nhá. Không, không ăn. Sao không ăn? Con chán bánh rồi ạ. Thế bây giờ con ăn bánh nữa không con? Em Min Vi bây giờ hơi mập mập, thế là mình cũng bảo là Min Vi phải kiếm lại đồ ngọt đấy các bạn ạ. À. Nhưng mà từ vẫn là ở đây bổ quả dưa hấu, nhưng mà Min Vi cũng ăn rất là nhiều dưa hấu. Đêm nay mày lại sợ bị gì? Sợ bị gì? Con nhớ không tè dầm đâu. Nói cái bị gì là em Min Vi biết ngay là tè dầm. Nhớ nhá, đêm nay không được tè dầm nhớ chưa? Vậy là sinh nhật cậu Hoàng thì năm nay đã tròn 30 tuổi rồi. Vậy là cũng kết thúc rồi này. Thế nên là mình cũng xin dừng vlog tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào, gặp lại. Bye bye.